Chào mừng các bạn đến với tiết học luyện từ và câu ngày hôm nay. Trong tiết luyện từ và câu trước, chúng ta đã được học bài nhân hóa là dùng từ gọi người, tả người để gọi và tả con vật, đồ vật, cây cối như con người. Vừa rồi các bạn đã được cô ôn lại kiến thức cũ. Bây giờ các bạn hãy cùng cô làm bài tập sau nhé. Tìm các sự vật được nhân hóa trong các câu sau. A. Trâu ơi, ta bảo trâu này. Trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta. B. Những cậu tre bá vai nhau thì thầm đứng học. C. Ơi chiếc chòe ơi, chim đừng hót nữa. Bà em ốm rồi, lặng cho bà ngủ. Bây giờ các bạn hãy đọc lại mỗi câu và tìm ra sự vật được nhân hóa trong từng câu đó. Để xem các bạn có nắm được bài cũ hay không, cô có bài sửa như sau. Ở câu A, cô tìm được sự vật nhân hóa là trâu. Câu B, cô tìm được sự vật nhân hóa là tre. Và câu C, sự vật được nhân hóa là chiếc chòe. Các bạn có làm đúng hay không? Các bạn à, ở mỗi câu tác giả lại sử dụng mỗi cách nhân hóa khác nhau đấy. Ở hai sự vật nhân hóa, câu A là trâu và câu C là chiếc chòe, tác giả đã gọi tên các con vật thân mật, gần gũi như với con người vậy. Còn ở câu B, sự vật được nhân hóa là tre, tác giả đã dùng từ gọi người là cậu để gọi sự vật được nhân hóa. Ngoài ra, tác giả còn dùng từ tả hoạt động của con người là bá vai nhau thì thầm đứng học để tả hoạt động của sự vật được nhân hóa thêm sinh động hơn đấy các bạn. Cô hy vọng sau bài tập này, các bạn đã ghi nhớ và ôn lại được kiến thức cũ. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các bạn bài mở rộng vốn từ, sáng tạo, dấu phẩy, dấu chấm hỏi. Chúng ta sẽ đi vào bài tập đầu tiên. Các bạn hãy cùng cô đọc yêu cầu đề bài. Bài 1. Dựa vào bài tập đọc và chính tả đã học ở tuần 21 và 22, em hãy tìm các từ ngữ. A. Chỉ trí thức. Vậy các bạn có biết thế nào là từ chỉ trí thức hay không? Từ chỉ trí thức là những từ chỉ người sử dụng đầu óc, trí tuệ, trí thông minh của mình vào các công việc. Cô có mẫu là từ bác sĩ. B. Chỉ hoạt động của trí thức. Từ chỉ hoạt động của trí thức là những từ chỉ công việc hàng ngày của họ phải làm. Cô có mẫu là từ nghiên cứu. Bây giờ các bạn hãy xem lại ở tuần 21 và 22, chúng ta có những bài tập đọc và chính tả nào. Ở tuần 21, chúng ta có các bài sau. Ông tổ nghề thêu, bàn tay cô giáo, người trí thức yêu nước. Ở tuần 22, chúng ta có các bài nhà bác học Edison và bà cụ, Edison, cái cầu, một nhà thông thái. Bây giờ các bạn hãy đọc lại các bài tập đọc và chính tả này và xem là các nhân vật trong mỗi bài tập đọc và chính tả ấy là ai và họ làm nghề gì nhé. Sau khi đọc các bài tập đọc và chính tả, cô sẽ chia làm hai cột như sau. Cột bên trái là từ chỉ trí thức và cột bên phải là từ chỉ hoạt động của trí thức. Để xem là các bạn có tìm được giống cô hay không thì cô mời các bạn theo dõi. Đầu tiên, cô tìm được từ cô giáo trong bài bàn tay cô giáo và cô có thêm từ là thầy giáo. Vậy từ chỉ hoạt động của trí thức này là dạy học. Cô có từ chỉ trí thức là bác sĩ, dược sĩ và từ chỉ hoạt động của trí thức là chữa bệnh, điều chế thuốc.
Tiếp theo, cô có từ nhà bác học, nhà thông thái. Và từ chỉ hoạt động ở đây là nghiên cứu khoa học. Cô có từ nhà phát minh, kỹ sư. Và từ chỉ hoạt động của trí thức là phát minh, chế tạo máy móc, thiết kế nhà cửa, cầu đường. Cuối cùng, cô có từ nhà văn, nhà thơ. Và từ chỉ hoạt động của trí thức là sáng tác. Không biết các bạn có tìm được giống cô hay không? Ngoài ra, cô còn bổ sung cho các bạn một số từ sau. Cô có các từ giáo sư, phó giáo sư, thạc sĩ, luật sư, đạo diễn, nhà biên kịch, y tá, y sĩ. Cô mong rằng sau bài tập 1 này, các bạn sẽ biết như thế nào là từ chỉ trí thức và như thế nào là từ chỉ hoạt động của trí thức. Bây giờ cô mời các bạn theo dõi bài tập tiếp theo. Có câu: năm nay em đã là học sinh lớp 3. Trong câu này, các bạn hãy quan sát xem là dấu phẩy được đặt ở đâu. Trong câu này, dấu phẩy được đặt sau từ năm nay. Và các bạn có thấy gì đặc biệt không nào? Năm nay là bộ phận chỉ thời gian. Vậy trong câu này, dấu phẩy của cô được đặt sau bộ phận chỉ thời gian là từ năm nay. Tiếp theo, cô có câu: mùa hè, em được về quê thăm ông bà. Trong câu này, dấu phẩy của cô được đặt như thế nào các bạn? Trong câu này, dấu phẩy của cô được đặt sau từ mùa hè. Và từ mùa hè là từ chỉ bộ phận thời gian. Vậy các bạn có nhớ được kiến thức cũ chưa nào? Dấu phẩy được đặt sau bộ phận chỉ thời gian. Để xem là dấu phẩy được đặt ở đâu nữa, cô mời các bạn cùng cô làm bài tập số 2. Bài 2, em đặt dấu phẩy chỗ nào trong mỗi câu sau? A, ở nhà, em thường giúp bà sau kim. B, trong lớp, Liên luôn luôn chăm chú nghe giảng. C, hai bên bờ sông, những bãi ngô bắt đầu xanh tốt. D, trên cánh rừng mới trồng, chim chóc lại bay về ríu rít. Bây giờ các bạn hãy đọc lại từng câu và đặt dấu phẩy vào mỗi câu làm sao cho hợp lý nhất. Để xem các bạn có đặt dấu phẩy hợp lý hay không, cô mời các bạn theo dõi bài sửa của cô. Câu A, cô đặt dấu phẩy sau từ ở nhà. Câu B, cô đặt dấu phẩy sau từ trong lớp. Câu C, cô đặt dấu phẩy sau cụm từ hai bên bờ sông. Câu D, cô đặt dấu phẩy sau cụm từ trên cánh rừng mới trồng. Các bạn có làm giống cô hay không nào? À, các bạn ơi, các bạn hãy quan sát trong mỗi câu dưới đây. Dấu phẩy của cô có gì đặc biệt? Ở câu A và câu B, dấu phẩy của cô đều được đặt sau bộ phận chỉ nơi chốn là ở nhà và trong lớp. Còn ở câu C và câu D, cô đặt dấu phẩy sau bộ phận chỉ địa điểm là hai bên bờ sông và trên cánh rừng mới trồng. Vậy cô cần các bạn nhớ cho cô, dấu phẩy được đặt sau bộ phận chỉ địa điểm hoặc nơi chốn. Cô mong rằng sau bài tập 1, bài tập 2, các bạn đã nắm được kiến thức thật tốt. Để xem là các bạn có nắm được kiến thức được hay không, cô mời các bạn cùng cô làm thêm bài tập số 3. Bài 3, bạn Hoa tập điền dấu câu vào ô trống trong truyện vui dưới đây. Chẳng hiểu vì sao bạn ấy điền toàn dấu chấm. Theo em,
dấu chấm nào dùng đúng, dấu chấm nào dùng sai. Hãy sửa lại những chỗ sai. Các bạn nhớ nhé, bài tập yêu cầu chúng ta tìm những dấu chấm nào dùng đúng và dấu chấm nào dùng sai. Bây giờ, các bạn hãy cùng cô đọc lại mẫu chuyện vui dưới đây. Điện: anh ơi, chấm, người ta làm ra điện để làm gì? Chấm: điện quan trọng lắm em ạ. Vì nếu đến bây giờ vẫn chưa phát minh ra điện, thì anh em mình phải thắp đèn dầu để xem vô tuyến. Chấm. Bây giờ các bạn hãy đọc lại hai câu và xem là những dấu chấm các bạn Hoa vừa điền này có đúng hay không. Ở câu đầu tiên, anh ơi, bạn Hoa đã chấm ở đây và cô thấy bạn Hoa điền dấu chấm ở đây là chưa đúng. Ở đây chúng ta nên điền dấu phẩy. Vì trong câu này, anh ơi, chúng ta phải ngắt câu và chúng ta sẽ ghi tiếp là người ta làm ra điện để làm gì. Và ở cuối câu này, cô thấy từ làm gì là câu hỏi, nhưng bạn Hoa lại điền dấu chấm ở đây. Nên chúng ta phải điền dấu gì nào các bạn? À, ở cuối câu hỏi thì chúng ta phải điền dấu chấm hỏi. Câu tiếp theo, điện quan trọng lắm em ạ. Vì nếu đến bây giờ vẫn chưa phát minh ra điện, thì anh em mình phải thắp đèn dầu để xem vô tuyến. Bạn Hoa đã chấm ở cuối câu thứ hai và cô thấy bạn Hoa điền dấu chấm ở đây là đã dùng đúng rồi các bạn ạ. Vì khi kết thúc một câu nói hoặc một câu kể, chúng ta nên dùng dấu chấm. Các bạn rõ chưa nào? Bây giờ các bạn hãy cùng cô củng cố lại kiến thức. Dấu phẩy được đặt sau bộ phận chỉ thời gian. Dấu phẩy được đặt sau bộ phận chỉ địa điểm hoặc nơi chốn. Ngoài ra, các bạn hãy nhớ cho cô rằng dấu phẩy còn được sử dụng để ngắt câu. Tiếp theo, dấu chấm hỏi chúng ta phải đặt ở cuối câu hỏi. Dấu chấm được đặt ở cuối câu khi kết thúc một câu kể hoặc khi ngắt các câu trong một đoạn với nhau. Các bạn có nắm được chưa nào? Cô hy vọng sau bài học ngày hôm nay, các bạn sẽ biết được thế nào là từ chỉ trí thức, thế nào là từ chỉ hoạt động của trí thức. Và sau bài tập 2, bài tập 3, cô mong rằng các bạn sẽ biết điền dấu phẩy, dấu chấm và dấu chấm hỏi sao cho hợp lý. Cô cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay.